Bài Seekers 4 câu 4 hướng bắt đầu hành trình phải trước. Bài này sẽ có một restart. Sau khi chúng ta đi 2 câu ở lần thứ 4 thì chúng ta sẽ restart trở lại từ đầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như bài ạ. Tư thế chân phải chúng ta chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ đi bằng chân phải trước. Câu số 1. Bước chữ V ha, mở đấm đấm. Nhưng khi chúng ta mở thì chúng ta sẽ lên bằng gót và không lên bằng bàn. Có nghĩa là 1 và 2 và chúng ta lên 1 đứng bằng gót và 2 và bài này thì chúng ta sẽ đếm và rất là nhiều ạ. Đây chúng ta đi lại ạ. 1 và 2 và 3 và 4. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa ha. Có điều nó những cái bước này nó sẽ nhanh nhưng chúng ta đi chậm thì chúng ta sẽ đứng rất là không vững hẳn. Từ đây chúng ta mở nào, 1 và 2 và 3 và 4. Tiếp tục 5 và 6 chúng ta thực hiện bước 1, 5 và 6, 7 và 8 chúng ta thực hiện bước đổi chân, 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa ha. Câu số 1 trên phải, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu số 2 chúng ta bước chân trái lên, sau đó sẽ chuyển hướng 90 độ qua bên trái, 2 và bước chân phải lên ngang chuyển hướng 90 độ qua trái, bước chân phải lên thẳng với chân trái ha. Và 2, chúng ta điểm gót, tiếp tục thu chân, và 3, và 4, và 5, 6, 7, 8, kéo trực. Chúng ta thực hiện lại câu số 2, chân trái chúng ta đang ở đằng sau, để chuyển hướng 90 độ qua trái, 2, và 2, và 3 và 4, tiếp tục thu chân và 5 6 7 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại một lần nữa câu số 2 ở đây ạ. 2 và 2 và 3 và 4 và 5 6 7 8. Câu số 3 chúng ta bước ngang, 3 và 2 và 3 và 4. Chúng ta sẽ đi ngang trực và bước ngang rồi bước lên theo như kiểu hình vuông ạ. Rồi ở đây chúng ta thực hiện là câu số 3 là 3 và 2 và 3 và 4. Tiếp tục bước ngang, 5 và 6 và 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa ha. Từ 5 và 6 ngang, 5 và 6 và 7 và 8. Lúc này thì chúng ta lại bước lùi. Chúng ta thực hiện lại câu số 3 ạ. 3 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8. Tư thế này chúng ta sẽ có câu 4. Câu số 4 chúng ta sẽ xoay ra sau. Từ đây chúng ta xoay ra sau theo chiều bên phải, theo chiều bên tay phải, đưa chân phải ra sau, thực hiện bước cha cha ha. 4 và 2, 3 và 4 chúng ta đi 3 bước. Dáng này chúng ta sẽ hơi trùng chân một chút. 3 và 4, bước này nó tương tự như nó là bước Muzi Walk, là nó bước nó mở mũi hướng ra ngoài ạ. Chúng ta thực hiện làm chỗ này ạ. Xoay ra sau là 4 và 2, 3 và 4, 3 bước. 5, 6, 7, 8 chúng ta tiếp tục thực hiện xoay ra sau. Bước lên 5, xoay 6, 7, 8 xoay tròn tiến lên hướng, xoay đúng một vòng ạ. Về đứng hướng chính giờ luôn. 7 lên 8.
chéo ở như thế này là 1 và 2 và là tay xuống ha. Rồi chúng ta có thể chọn việc nào mà chúng ta cảm thấy thích ạ. Từ đây chúng ta đi là 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Câu số 2. 2 và 2. Khi chúng ta điểm ngón chân trái thì chúng ta sẽ đưa tay lên 2 và 2 và 3 và 4 và thả ra, rồi đến nhịp 4 thì chúng ta lại lên lại một lần nữa là chúng ta đi 2 lần. Và 5. Đổ tay thì tay phải chúng ta đánh lên trước, tay trái ra sau. 6. Chúng ta trẻ trọng tâm ra sau thì chúng ta đổ ngược lại. 7. 8. Nhịp thứ 7 này chúng ta sẽ hơi lướt kéo dài ra ha. Thì khi chúng ta lướt tư thế này thì chúng ta sẽ mở tay ngang luôn. 7, 8 ở đây. Rồi câu số 3. Bước ngang 3 và 2 và chúng ta sẽ bước qua và chúng ta vỗ tay ha. 3 và 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 8. Chúng ta sẽ vỗ ở nhịp và chúng ta thực hiện làm người nữa là 3 và 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 8. Câu số 4 ạ. 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8. Chúng ta đi bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp hướng thứ 2 ạ. 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 7 và 8 2 và 2 chuyển hướng 90 độ qua bên trái và 3 và 4 và 5 6 7 8 3 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 ra sau. 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8. Chúng ta thực hiện hướng thứ 3. 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 7 và 8 2 và 2 và 3 và 4 và 5 6 7 8 3 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 ra sau. 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8. Bây giờ chúng ta ở hướng thứ 4. Hướng thứ 4 chúng ta sẽ thực hiện 2 câu, sau đó chúng ta restart ở mặt 12 giờ. 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 7 và 8 2 và 2 và 3 và 4 và 5 6 7 8. Thế đây chúng ta sẽ restart là 1 và 2 và bài này thì chúng ta chỉ có một restart thôi à. Chúc cả nhà thành công với Share.